không gian gốm Bát Tràng, hệ thống gốm sứ Gia Xưởng là thành phố Hồ Chí Minh. Không gian gốm Bát Tràng thì có hệ thống chuỗi 7 cửa hàng tại đều khắp các tỉnh, các quận trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Không gian gốm Bát Tràng hành tại nhà tài trợ và đồng hành với lễ hội của ẩm thực dây trước tại cầu Ánh Sao 17. Và đến với lễ hội này thì chúng tôi đang có không gian gốm Bát Tràng đang có chương trình ưu đãi vô cùng lớn nhằm thu hút sự tải nghiệm của dân du khu vực quận 7 và du khách đến với lễ hội, như là lu bia thì đồng giá 25.000, bộ combo lò hoa mini và ly sứ thì 100.000 trên 3 sản phẩm, và cả bộ trà thì giảm giá 30% và các sản phẩm khác thì giảm giá 20%. Chúc quý khách đến với lễ hội ẩm thực chay quận 7 lần này thì có những trải nghiệm phong phú và hài lòng đối với tại lễ hội cũng như là với không gian gốm Bát Tràng.